13 dáng ngủ bá đạo của thú cưng giúp bạn cải thiện tâm trạng. Không thể phủ nhận rằng, dáng ngủ của thú cưng trong nhà khiến bạn tan chảy vì quá sức dễ thương. Rất nhiều người chọn phương pháp ngắm những khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng để thư giãn và giảm stress hữu hiệu. 1. Ngay cả một con mèo và một con chuột đều biết rằng giấc ngủ quan trọng hơn bất kỳ cuộc cạnh tranh ngớ ngẩn nào. 2. Khoảnh khắc dễ thương không nỡ đánh thức. 3. Luôn luôn ngủ với một nụ cười trên khuôn mặt. 4. Một số người thích gối lông vũ, còn chú chó này dùng lông vũ nguyên chất. 5. Chú chó này luôn gắn bó với gấu bông khi ngủ suốt nhiều năm qua. 6. Giá sách cũng là nơi lý tưởng để ngủ. 7. Còn những chú mèo này phải xếp thành đoàn tàu khi ngủ mới chịu. 8. Ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh. 9. Thậm chí có thể nằm ngay trên cửa sổ như thế này. 10. Chiếc gối êm ái hơn bất cứ loại bông nào. 11. Giấc ngủ yên bình của một chú gấu trúc. 12. Vừa ăn vừa ngủ là có thật. 13. Thư giãn trong giấc ngủ là điều quan trọng. Các bạn vừa xem xong video 13 dáng ngủ bá đạo nhất của thú cưng. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình. Nhấn chuông để theo dõi video mới nhất của kênh.